chéo toàn ớt nhỉ. Wow, cho ít chéo vào đi. Mua đi, Ôi mua dồi đi. ôi, như một vũng nước luôn này. Ớt vào, mút. Hết xin hết miệng. Đây. Đặt tí ớt vào nữa. Đâu, miếng ớt mà. Đây. Wow, tuyệt vời đấy. Quả quá tuyệt vời. Nó đông hết rồi. Không có quả nó đông, có quả nó vẫn có nước. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh anh em mình nha. Hôm nay lại ngoài trời mưa mọi người ạ. Anh em mình tụ tập với nhau mua trứng thối về nhâm nhi cho mọi người nha. Đây. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay không đi làm gì được. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay trời mưa quá anh em không đi làm được. Video cũng không làm được mọi người ạ. Quả này chất thối này. Càng thối càng thích. Trứng thối thì quả nào chả thối. Quả nào thối thì mới ngon. Quả nào thối ông cứ để tôi xử lý cho. Có trứng ông kiểu ra như trứng trắng ấy nhỉ. Ui dồi quả này sao ấy. Trứng đậu rồi. Thật chưa. Ủa, trứng ở trong tổ về nhá. Ung chuẩn ung đấy. Hết chưa? Nó còn gì cái trứng ở đây nữa nhỉ? 10 năm. Đấy, đăng ký mỗi người 10 năm mà. Còn thôi cho là quả ung nhá. Ung là 10 năm nhá. 10 năm ung. Đây, rửa cho sạch nhá. Rửa sạch nha, còn mút đấy. Tí nữa chú Tiệp sẽ test thử món trứng ung mút. Chỗ này bao nhiêu quả chú Tiệp? Chỗ này 30 quả. 35 quả. Hơn 30. 2, 4, 35 quả. Cùng lắm mỗi người chục quả chứ mấy đúng không? Mẹ ăn nhiều đấy. Thôi em thì đăng ký ít thôi có 15 quả. Ông chưa làm cái trứng vịt lộn không ăn được nhiều đâu. Trứng vịt lộn không ăn được nhiều đâu. Nhưng mà chắc là trứng này nó không ngán như trứng vịt lộn đâu nhỉ? Yeah. Trứng này ăn tốt hơn. Càng thối mình càng thích. Không cần rửa sạch đâu. Tí mình cần bóc hết thôi mà. Không tí nữa bóc ăn cả nó được. Ăn cả vỏ cơ mà. Tí phải rửa sạch tí nữa ăn người. Hút nước, cả nước canh đó mà. Canh như thế. Canh trứng. Kiểu này trời mưa này chắc anh em mình không nhóm bếp ngoài trời được. Chắc phải vào trong bếp thôi nhỉ. Trong bếp nhóm thôi. Cho nó cháy nhanh. Chín đi cái đấy. Ôi sao quả kia là màu hồng nhỉ. Một quả màu hồng, một quả màu đen nhá. Mình nghi là trứng lộn thôi. Trứng lộn càng tốt. Nhỉ. Hay là nó thối quá nên nó màu đấy. Nó chuyển màu. Thôi được đấy. Cái này bao lâu mới ăn được đây này mà chín đây. Luộc trong thẩm tầm 4-5 phút rồi nhỉ? Một tầm tiếng à? Phút. Cho đửa to vào tầm 10 phút. 20 phút để cho chắc. Hay là ăn trứng mút được không phải luộc nữa. Trứng thối mút. Anh em ăn mỗi người mấy củ đấy? Bẩm lý. Chú Tiệp. Bao giờ mới chín đây? Chú Tiệp ăn mấy củ đấy? Thì còn nữa. Thôi tranh 10 củ nhá. Tranh thủ lúc trứng chưa chín ngồi nướng khoai mọi người. Đi khoai nghệ ngon lắm. Thời tiết hơi lạnh tí, mưa suốt ngày suốt đêm. Rồi trứng sôi cho mọi người. Ôi một quả nứt rồi. Vỡ rồi. Bỏ vỡ được quả của em nhá. Đăng ký luôn à? Đăng ký luôn. Khoai nào nướng chín chưa? Gần chín rồi đấy. Khoai này nướng thơm lắm anh ạ. Đây khoai nướng nha mọi người nha. Úi dồi ôi mọi người ơi, trời vừa mưa xong. Ẩm ướt quá. Đây xem trồng này có được không chú Tiệp, chuyên gia dâu tây. Được mà. Cái này mới trồng thôi. Chắc chiều mình cũng về cấy. Đây nhà mình có một ít dâu tây nha mọi người nha. Sao mà
đến mùa mọi người nhớ ghé ủng hộ nhá. Ai có nhu cầu về dâu tây thì ủng hộ anh em mình nha. Anh em mình lấy số điện thoại chỗ phần comment nhé. Đây mình định là sẽ trồng hết ở khu vực này. Đây vườn mới hết mà. Đâu lấy ít rau về ghém đi nhỉ. Đây vài cây ớt này. Chú Tiệp lấy rau răm, ít rau răm về ăn với trứng ung. Để ăn với trứng ung mút. Đây có cả rau húng này, rau răm này, rau rau gì nhỉ? Rau tía tô kìa. Rau tổng hợp cái món mình hay ăn thường xuyên. Mọi người ơi, trời vẫn đang rất là âm u nha mọi người. Ở bên kia vẫn còn đang mưa. Ôi, tranh thủ nhắc lên anh em ơi, chỉ như trời sắp mưa rồi đấy. Sắp đổ cơn mưa. Đây là cái sập thần thánh của anh em mình nhá. Đây làm ngay tại vườn mọi người ạ. Đâu nhặt trứng ra đi, chú Tiệp nhặt trứng ra đi. Vừa nãy là thấy là chú Hồng lên lấy là hình như không biết là còn đủ hay là thừa. Thử đếm nhá. Hai đầu ông này ăn bụng mất mấy quả. Nếu thiếu thì đừng hỏi nhá. Còn nóng lắm nhỉ. Đổ ra hết đây, đổ ra luôn đi. Có nước đúng không? Có nước đâu mà, nước em lấy đâu. Trứng mút mà. Số miền Nam này vẫn còn nguyên nhá. Ai đăng ký số đấy? Ung của tôi đâu? Ai đăng ký đấy? Chú Tiệm miền Nam, em Ung. Đây làm tí chéo đi. Đây. Càng vớ càng thích. Hình như có hai số sao đấy. Có hai số ung. Có hai số ung ở thế cũng có hai. Cái ung 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 trên kia ung không vớ để cho tôi nhá. Rồi. Đây bắt đầu chiến nha. Thật nó đẹp mà. Anh em mình sẽ dùng món khoai nướng để làm món khai vị nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Đây trứng anh em mình đã luộc chín rồi. Đây, mời tất cả mọi người. Đây, hai anh em đang dùng khoai để khai vị. Cái này khoai nghệ đấy. Có thương hiệu đấy, ngọt đúng không? Ngọt, nhờ. Nhìn đã đẹp rồi, còn ngon nữa. Nhìn đã đẹp rồi còn ngon nữa. Ủa, ngọt lắm không ạ? Thích thật nhỉ? Cứ như bón đường rồi ấy nhỉ? Cái này đang hot mà, khoai này. Đây khoai nghệ. Ở nhà cũng đang trồng kìa. Trồng mấy khóm ở trên kìa. Cứ trồng đi, mai kia anh em đến thăm nhau thường xuyên. Có lấy giống thì lấy giống về trồng. Đó cũng sẽ vào mùa đông rồi. Anh em sẽ đến thăm nhau thường xuyên. Đầu khui thử xem nào, chín chưa? Đây là trứng ung nhá mọi người nhá. Này gọi là trứng thối. Cái này là cái trứng vịt ung. Ung của tôi đâu? Đâu tìm lại đi. Cái này là trứng ung, trứng ấp dở ấy mọi người ạ. À, đấy. Ung này ung của anh Thành. Đâu còn ung. Thôi khui quả nào cũng được trước đi. Thôi, tìm suốt thế nhỉ, nó nớp ở đấy. Có cái kia cho ít nước vào đi chéo mình ấy. Ui, cho nước đi. Không thì vắt chanh vào tí nữa. Có phải vắt chanh chứ để. Đấy. Vắt chanh cho. Cho màu vị. Nhìn chéo ngon thế. Chéo toàn ớt nhỉ. Wow. Ở nhà trồng nhiều nước hẳn. Này, cho cả quả và những chất. Wow, đây, anh em đại chiến ớt. Hết cái mâm trứng thối mút này đi. Thôi, mình sẽ dùng tạm quả này vậy. Trồng một lỗ ở trên thôi. Đây. Đây mọi người ơi. Chín lắm rồi mọi người ạ. Đây nó hỏng như này thôi. Ăn rất là ngon nha. Ăn nó không bị ngán của chúng. Ôi trời ơi. Đây, mút đi, mút đi. Cho chéo vào. Đây. Cho chéo rồi này. Ôi. Ngon lắm không ạ? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời.
Đâu chủ tiệm đâu? À, chủ tiệm không không biết rồi, không phải đầu đấy đâu. Đây. Bên kia nó mới con nước. Đây chúng ung mút đây mọi người này. Đây nhá, mời tất cả mọi người nhá. Ngon đấy. Đúng là muối à. Nào. Sướng lắm. Cho mình nuốt này. Nó tùy từng quả thôi, từng chú quả tiệm kìa, ơi. Chú tiệm kìa là khui hết chứ. Đấy, đấy đưa chưa, có nước chưa? Rồi đây. Đây, wow. Wow, còn tuyệt vời. Cái này ăn nó khác, được một quả. Cái này nó ung, nó ấp dở ấy mọi người. Nó mọi người ạ. Chỉ là một thời gian ngắn nên là nó không không có mùi gì là đây. Là thối cả, đúng không? Đây mới gọi là trứng ung thối. Đây. Trứng ung mút. Ôi. Wow. Quá tuyệt vời. Đây. Nha, đây là tỷ số nha. Bây giờ là chú Hùng là sắp hết một quả rồi đấy. Chú Tiệp ạ. À, gần hết rồi à? Gần hết rồi. Ông ăn chậm quá. Mình bóc sẵn để rồi. Thế mình không bóc sẵn rồi. Cái này là cái phần lòng trắng của nó cô đặc đấy đúng không? Cô đặc rồi. Đâu? Đây. Đây, chữ tiệp đây. Wow. Ngon chưa? Có mùi vị gì không chữ tiệp? Có mùi thối không? Mùi trứng thối. Mùi trứng thối nhưng vẫn ngon đúng không? Vẫn ngon mà. Càng thối mình càng thích. Cái này nó chưa thối đâu. Nó chỉ mùi hòm hòm thối thôi. Rất đặc biệt đúng không? Wow. Không lấy cái lá nhét vào đấy, nhét vào trong quả trứng ấy. Đúng rồi. Số 15 của ông đâu? Số 15 hình như bên này. Đây ung một tôi rồi. Là cấm chờ hiện vận nhá. Đây. Chú Hùng may mắn thật nhỉ. Quả nào cũng có nước này. Nước có nước này mút mới ngon mọi người ạ. Hình như số 15 bên này. Chưa, số 15 chưa bóc. Của ông đã đây. Bóc đâu? Đây. Ôi dồi ôi, ngon thế. Cho ít chéo về đi. Mua đi, mua đi. Nhìn thèm lắm rồi đấy. Cho ít chéo vào đó. Đây. Wow. Đây. Wow, tuyệt vời đấy. Quá tuyệt vời. Nó đông hết rồi. Không có quả nó đông. Có quả nó vẫn có nước. Cái này chú Tiệp ạ. Cái này mới hết nhanh. Đây. Phát ra đi đây đây rồi. Đây cho rau vào bên trong rồi này. Đây là chéo vào nhá. Đây bóc vỏ đi. Wow. Đây. Ớt vào đi. Nó mùi nó thối ra đấy. Ngại lắm, ớt vào. Cay. Được. Lấy cái thìa đấy. Đã vào trứng thối rồi. Đây. Rồi. Của chú Tiệp thế nào ấy chứ nhỉ? Toàn quả. Sao mãi em không tìm được một quả nào nó hoành tráng nhỉ? Đây. Một quả đây. Wow. Vẫn chưa còn nước. Quả này vẫn không có nước. Không có để mút số nó đen nha. Không đen thế. Toàn bị gặp quả khô. Không mút được. Không mút được thì mình ăn cả quả luôn. Đây. Không mút được, được thì ăn cả vỏ. Phải cho nhanh không? Ông này được. Mất 3 quả rồi tôi chậm mất 1 quả. Chắc có mình không biết bóc vỏ nhanh như chú Tiệp. Này tỷ số nha. Giờ đang là 32 à. Trứng này ăn được nhiều thôi, không như trứng lộn đâu nhờ. Đấy. Hôm nào chiến trứng lộn nữa. Đâu. Đây nhá. Tôi còn ăn bóc sau ông mà tôi đã ăn hết rồi. Cái quả này hơi đen. Nào, nó sẽ như thế nào đây mọi người? Có trúng nữa không? Chắc là trúng.
lại trúng. Chú Tiệp lại khô đét kìa. Cái số của mình nó đây mà. Chọn hết cớ nhưng mà. Chú Tiệp cứ trúng quả khô thôi. Đây. Chứng tỏ chú Hùng này nhiều nước hơn là chú Tiệp đấy. Đây cái gì? Ai ra? Được à? Nó chỉ đứng ngoài thôi, trong nó mềm đó. Ôi dồi, ngon lắm. Anh đang chảy nước miếng chưa? Rồi, thèm lắm rồi đấy. Wow. Đổ ớt như để cho ớt vào đây. Như một vũng nước luôn này. Ớt vào, mút. Xì hết miệng. Là thì ớt mà nữa. Đâu, miếng ớt của mình đâu. Đây thì à, đây. Ui, còn đây, còn đây. Ui dồi. Quá tuyệt vời. Ngon quá mọi người ơi. Mình phải làm một quả mới được. Ngon. Lắm. Giống như kiểu kem cốc ấy nhỉ. Đâu thử một quả xem nào. Đâu quả ung của mình đâu. Ui dồi, đợt này thì mình... Tôi mời cả nhà nhá. Cũng ấy rồi. Cái này là trứng ung mọi người ơi. Trứng ung, không phải trứng thối đâu nhá. Ôi, đúng là cái số của mình đây này. Lại được à? Đâu xem nào. Quả này được. Của mình thì không có nước nhưng mà bóc này khó. Ôi dồi ôi, quả này là nguyên si chứ. Ở đây. Không có vấn đề gì luôn. Còn bị đen đen đấy à. Ung này. Đấy. Đấy nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Đấy, cái này hình như là trứng trắng mà. Nhưng mà nó hơi có màu đen một tí thôi. Đây chả trứng trắng à. Nhưng tay mình cầm khoai lên nữa. Ăn luôn. Ăn luôn thôi. Ui dồi ôi. Bắn nước vào mặt mình rồi. Đây. Đúng là cái số của đây, mình. Đây cả nhà nha. Đây nó chỉ hơi ung một tí mọi người. Nó ấp nó không thành, nó bị hỏng một tí. Ôi, wow. Ôi. Ngon thật. Đây. Đúng của tôi nó xuống nó phải đỏ như thế này chứ đấy. Ngon tuyệt vời. Chưa có quả khô nào đúng không? Chưa. Này. Này hai người rồi sang bên này xem nào. Đấy. Để con chọn nào hả? Ok. Chỗ của ông như thế nào ấy nhỉ? Số của tôi số 15 cho bóc. Ông cứ chọn, ông cứ chọn được quả nào xấu xấu ấy. Số 15 á? Ừ. 15 đi đúng quá. Chưa, cho ai bóc. Con mà. Đây đây đây. Ra đây. Đây. À. Rồi. Mổ. Đấy thế mình bóc cái này trước rồi. Thì sướng rồi nhỉ? Đấy. Chọn mà không đấy. Chọn mà không ăn nó mà. Chọn nào nó không có nước. À. Sướng lắm mọi người ạ. Ngon quá. Về cái món này. Mình phải múc lấy cái này. Con nước này dính mồm dính miệng. Quả vớ là quả tối đấy. Chọn quả nào nó có nhiều nước cơ. Quả này khả năng có này. Đấy. Quả này vớ chắc nhạt mất rồi. Trứng đã ngọt thế cơ mà. Ui. Có thật chứ. Chính cái quả vớ này nó lại còn trứng, không phải trứng ung đâu nhá. Đây là đào một thì cánh ớt á. Đây mọi người ơi, một kia nước mắm. Ông này thử nước mắm. Xem nước mắm nó vừa muối mì chưa. Mình thích ăn quả nào đây. Quả này quả vớ nhá mọi người nhá. Ôi ngon đây. Rồi hầu như được con nước hết rồi. Từ khi bổ quả 10 năm à. Cái này vừa ăn nhỉ? Ôi trời ơi, hết cớ luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời ông ơi. Ôi trời ơi. Đấy, phải lắc xem này. Kinh nghiệm với chú Tiệp nha. Như chú Hùng kìa. Nhặt quả nào phải lắc nghe này. Ôi trời ơi, quả lắc nó bị trượt rồi. Ôi trời ơi. Trượt à? Trượt mất rồi. Đây mình gần như trúng một tí rồi. Đấy, gọi là gần trúng rồi. Vẫn mút được. Cho ớt vào.
Wow. Ui dồi. Mình đã bị trượt quả đầu tiên nhá. À. Ăn như này bao giờ mới đói thế. Thế chưa? Ôi. Gần bị đông rồi này. Đấy, xong rồi. Xong chưa? Xong rồi, chắc mình hết sâu quá. Cho thêm ít rau sống hả? Quá đỉnh, quá ngon luôn. Cho ớt vào đi. Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Ôi, trắng hoàn toàn luôn ý. Quả này được trứng trắng đâu rồi. Của chú Tiệp đâu? Wow. Đến được chưa? Đến được chưa? Chưa. Mút chưa? Không mút được, giống tôi. Cứng như bê tông ấy. Đây, trứng này trứng trắng chứ không phải trứng ung đâu ung ạ. Chán thế nhỉ? Bây giờ nó nguội rồi, nó đông rồi. Không đông được đâu. Chán lắm. Mình thì thích cái kiểu là mình. Nó bị ấy, họ chỉ soi là nó không, nó bị hỏng thì nó lấy ra luôn ấy. Nó chưa kịp thối kịp gì đấy mà. Đây rồi. Đây. Ôi giời. Wow. Ăn trứng như này suốt ngày biết có đẻ được trứng không? Mình ăn miếng to hơn. Ăn trứng bổ trứng. Miếng của mình to hơn. Ăn trứng bổ chim chứ. Ông này làm bá đổ thôi. Quả tôi to hơn quả ông nhỏ không mới được. Nuốt được. Là một lọ luôn. Hai đọc là hết quá. Cho tí nước chanh mình nữa. Ôi nó cạn hết nước rồi, nước chấm của mình ấy. Cho chanh vào đi, vắt chanh vào đi. Vắt chanh cho thêm nước mắm vào. Phải ăn cả hạt nhá, chanh của nó ấy. Phải ăn cả hạt chanh nhá. Đâu, thử xem nào. Trúng rồi, mềm mềm rồi. Ôi quả này hình như là mấy gọi là trứng thối. Nhưng mà không thối, không có mùi gì. Không. Đâu sao nào? Đấy. Đấy. Ôi trứng thối rồi, đấy. Thối rồi. Ui giời. Càng thối mình càng thích. Đen xì thế này. Chơi luôn. Trứng thối mút nhá. Chơi luôn. Đấy. Thối không thối không thối không. Thơm thối. thì không, nào một đỏ luôn. Tôi chưa bóc xong mà. Thôi tôi không thi với ông nữa đi, khi nào tôi bóc được quả khô đã, quả này nó không ăn hết một nửa rồi. Nó không bóc được, không khó. Ui giời ơi. Đấy. Quả trứng mình làm hai phát là hết luôn. Đấy, của mình đây. Wow, ngon thế. Ngon lắm. Ôi. Nhờ cái nhờ. Ông này sao dạo này ông đỏ thế mà tôi lại cứ trượt nhỉ? Chú Kiệp ở quả 10 năm lại cứ đỏ suốt thôi. Đây, cho ớt vào đi. Wow. Này ngon đúng không? Chuẩn, trứng thối mút. Chấm đã. Được chưa? Rồi. Ôi dồi ôi. Rồi. Chưa? Nào. Sạc ông, ơi. Không có phun nữa. Ôi trời ơi. Ăn trứng mà cũng buồn cười ấy. Không nhìn được. Sao cũng nguyên quả luôn đi. Nhảy đi được không? Còn có kịp. Nhanh. Không kịp nuốt quả của mình. Còn đòi thi được không? Thì cái nhảy thì chú Tiệp thì ok rồi, chứ còn đi ăn trứng thì... Sợ quá nhỉ? Ngày phết. Mình chết. Cười đau hết cả bụng. Nốt đi. Thôi, ông nốt đi. Hai để thi không? Nốt đi.
Kia. Mà tôi no lắm rồi. Tôi cũng no lắm rồi. Nốt đi con mới 2 quả thôi mà. Bắt đầu thi nhá. Từ bóc đến ăn. Ai nhanh hơn nha. Ai nhanh hơn ai. Nhưng một quả tôi còn nước mà. Đều trúng 2 quả có nước luôn đấy. 2 quả có nước nó mới công bằng. Nào nhanh lên, nhanh lên, chú tiếp nhanh lên. Ồ, chú Hùng sắp hết rồi đấy. Ừ. Ôi, nhanh thế. Chú Hùng nhanh lên, chú tiếp sắp hết rồi. Bóc có quá. Bóc trứng này mọi người ơi. Vừa bóc ở run này. Chú tiếp, chú Hùng xong rồi. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Hết. Hết. Chú Tiệp bảo đấy, đợi đấy thì ca nhảy với anh. À, thế là anh em mình đã chiến xong trứng thối mút nha mọi người nha. Một mâm trứng thối mút luôn. Rồi anh em mình xin phép dừng video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Chào nha, tất cả mọi người nha. Ngon quá.